final, chứ đừng nói là tiến đến cái giải thi đấu PUBG Super Cup lần này. Và bây giờ hiện tại thì Việt Nam bắt đầu đội ra rồi. TIG chắc chắn sẽ toàn trong điều này, và đó là ba mạng dành cho vị trí của Hải Saki. Cái quái gì vậy? No, điều mà không ai mong muốn nhất đã xảy ra, đó là cái team Việt Nam đụng độ nhau. Và một tổn thất quá lớn cho DLC, họ mất cả ba người chơi với tiêu hoang ba anh em trên chiếc ô tô. Và giờ thì chỉ còn lại một mình anh Quân mà thôi. Không được rồi, Nan confirm đi được bạn của Isaki, chỉ một giây nữa thôi là đã có thể cứu được nhau. Và bây giờ thì bộ đôi bên phía team CBS gặp khó rồi. Bad Guy cần phải cover tốt cho vị trí của Subang. Bắt đầu bắn trả ra từ Bad Guy rồi, 69 nằm xuống. Nan chỉ còn duy một chấm máu thôi. Subang confirm đi được một mạng, và bây giờ thì tiếp tục là các thành viên bên phía team CBS. 10 kill dành cho CBS rồi, ôi trời ơi. Subang bắn quá hay trong pha thi đấu vừa rồi, và Bad Guy cũng đã có những pha cover tốt. Hai người chơi CBS vẫn đang chống cự rất quyết liệt trước bất cứ mối nguy hại nào xảy ra với họ. Subang bắt đầu bắn rồi, Goldcat tiếp tục bị cầu máu, nhưng có ai phải nằm xuống hay không? Em được vào rất gần được revive, và có vẻ như là một pha công nhà luôn, cả bốn người chơi Goldcat đã đẩy vào. Chúng ta chơi pha công nhà nào, Nick King chạm ra quả nết có vẻ như là hơi mạnh tay rồi. Pha đấu súng chắc sẽ xảy ra ở đây, và Nick bị ép vào rất gần rồi, đã phải nhảy ra khỏi căn nhà của mình. Vâng, các thành viên bên phía Divine Sport cần phải thủ chắc căn nhà đây. Levit ra trong điều xích sách, nhưng đổi mạng lại nhanh đến từ Mark Solzert. Nhưng làm gì mà Levit tiếp tục có thêm cho mình mạng rồi. Bắt đó là Golden Cat dừng lại ở vị trí top 5. Tôi đang thấy top 1 đến rất gần với các thành viên Divine Sport. Vâng, một tình huống mà Nam Si và Levit hơi tranh nhau cứu cái đồng đội để anh cứu, không để em cứu, cũng không ai cứu được cả. Nhưng không sao, Divine đã có pha thủ nhà rất tốt rồi. Cyberdot ơi, đừng bắn Divine, tôi xin các anh. Và bây giờ thì có vẻ như Cyberdot nghe thấy tiếng lòng của mình rồi, đã ngừng bắn Divine lại, và chúng ta vẫn còn đó là 5 player từ Việt Nam, 3 của Divine và 2 của Cerberus. Chúng ta chờ xem nào, có phải đang muốn mở cánh bên phía Cerberus rồi. Killa liệu rằng có bắn hay bằng Subang hay không đây. Bad Guy đang bắn trả sang Killa rồi. Mad Dog đang mở cánh. Subang cần phải thật sự tỉnh táo trong pha thi đấu này, và Subang có vẻ như là đã biết rồi. Đang cắn vết ném nết. Ném nết luôn từ Killa, và có vẻ cả nết hơi mạnh tay rồi. Chính xác hơn đó là một quả smoke lấy thêm phạm vi di chuyển từ Arkangel mà thôi. Subang đang ở rất gần với bộ đôi bên phía team Arkangel. Không biết rằng có lẽ là Honboya sẽ là người nằm im trong tình huống này mà thôi. Bắt đầu dã cả nết sang. Bây giờ thì thêm cả luồng đạn cho Divine nữa. Honboya lộ ra vị trí rồi. Honboya headshot đi được Killa, và Bad Guy là người kết thúc đi được mạng của Honboya. Top 4 dành cho Purple Moon Esports. Và giờ thì Arkangel chỉ còn lại một mình Mad Dog của thôi. Mad Dog đang bị đốt rồi. Bắt đầu Mad Dog của chúng tôi đây. Và đó là hai team Việt Nam còn lại thôi. Cerberus cũng như là Divine, ai thắng cũng được. Bây giờ Divine thắng thì sẽ hay hơn một chút, bởi vì Cerberus đã có sẵn vé đi tiếp rồi. Chúng ta chờ xem nào, Divine họ quyết định đẩy lên luôn khi biết rằng là bên phía Cerberus Bad Guy đã bị knock out, và chỉ là một mình cái tên Subang thôi. Một chục 3v1 Subang liệu rằng có làm được gì nữa hay không đây, khó rồi. Đúng như dự kiến, một tình huống mà những team ở trên đồi bắn nhau thì chắc chắn các thành viên bên phía Divine sẽ tranh thủ thời cơ đẩy lên. Và bây giờ thì Cerberus gặp khó rồi. Cerberus đã có cho mình đến tận 12 kill cho game thi đấu này rồi, và liệu có một tiếng clutch đến từ Subang hay không đây. Thật sự là nếu là sẽ là không tưởng nếu như Subang có thể giành được cho mình một cái top 1, tuy nhiên nó là một cơ hội rất nhỏ mà thôi. Và giờ thì Subang cần phải trả smoke ra đến từ vị trí Subang. Subang ném ra quả nết cuối cùng rồi. Quả nết có chính xác hay không đây, và có vẻ như quả nết trượt rồi. Và bây giờ thì Subang bị lock vị trí rồi, chắc chắn sẽ không thể làm được gì nữa. Subang bắn qua quả smoke, Subang vẫn headshot đi được Levit, nhưng vẫn chưa thể confirm để lấy thêm về cho mình một điểm được. Và Subang cuối cùng cũng đã đổi vị trí, nhưng đó vẫn là top 1 dành cho một đội tuyển đến từ Việt Nam, một cái top 1 với 7 kill dành cho các thành viên bên phía Divine Esports. Hai thái cực của PUBG chúng ta, một đội chuyên về di chuyển là Divine đã lựa chọn vị trí rất đẹp từ điểm đầu, còn một đội thì chuyên về giao tranh thôi. 12 kill đến từ các thành viên của team Cerberus. Và có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ ngơi trong ít phút trước khi đến với game đấu tiếp theo. Game đầu tiên đã cực kỳ hay và hấp dẫn rồi.